Chào anh em. Thì vừa nhận cái con AB, cái kèo của mấy anh bự ha. Thì hiện trạng xe này thì lên đèn. Anh em lên đèn gì không biết. Đó, ha. Mắc cú, mắc quỷ gì thì không biết. Thì anh em đem lại cho mình là mở trần trụi ra như vậy nè. Đó, thì trá đèn thì làm rất là hở ha, dây điện thì một chùm. Anh em lại cái mình nhìn mình quản luôn. Thì anh em có nhờ mình chỉnh lại về cái đường điện và tắt mở cho hai cái đèn này. Mấy cái này là của anh em hết nha, mình không có mua bất cứ một cái gì hết. Đó, của anh em là mình sửa thôi, mình sửa lại. Thì bây giờ mình test cái mạch mình sửa lại ha, nó như thế nào, nó hoạt động như thế nào anh em ha. Rồi hồi nó đi mấy cái điện cho nó gọn lại, tại vì cái điện giờ nó như một cái ổ quạ. Đây, thì anh em tháo lại cho mình, giờ còn cả bị nè, đồ anh em đưa cho mình bọc ra đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cái tính năng. Rồi bây giờ anh bật chìa khóa lên giùm anh. Khi bấm đề máy, đây mình nhờ bóp thắng đi, thì bây giờ bóp thắng đề máy thì cái đèn này nó sẽ không có đá. Đúng không ạ? Vậy là khi ban ngày, nói chung khi anh em chạy xe ga thì anh em muốn đề máy thì anh em phải bóp thắng. Đúng không? Thì vậy khi đề máy thì cái này nó sẽ không có hoạt động. Đá chống ngang xuống cho tắt đi em. Đá chống ngang xuống cho tắt máy đi. Rồi thí dụ như ban ngày bây giờ mình không có mở đèn thì nó như thế nào? Rồi mình quẹo qua đây. Cái này hồi mình sửa dây điện lại ha. Rồi em nhấp giùm anh nữa, rồi nhấp nút để rồi. Đó thì ban ngày khi anh em đá bát xin anh em nhắn là đá, nó vẫn đá dưới đèn mắt cú nha. Anh nghĩ mai nó là. Rồi bây giờ em bật đèn lên giùm anh đây. Rồi bây giờ bấm nút đề. Bấm nhả giùm anh. Rồi bấm nhả thì đèn này nó vẫn đá nha anh em. Không bật đèn anh em bấm bát xin đèn này vẫn đá ha. Và bật đèn anh em bấm nút đề nó vẫn đá cái đèn chính này luôn nha anh em. Rồi còn cái đèn này thì nó như thế nào? Đèn này. Rồi bây giờ nhấp cho anh một chạm thôi. Nhấp một chạm thả ra. Rồi một chạm là sáng đèn trắng, nhấp hai chạm liền thôi. Rồi hai chạm là sáng đèn vàng nhắn giữ. Rồi nhắn giữ là sáng cả hai đèn, rồi nhấp hai chạm thôi. Rồi hai chạm. Đó, vậy là mình dùng trên nút đề nha anh em, mình dùng trên nút đề. Đó, một chạm sáng đèn trắng, hai chạm sáng đèn vàng nhắn giữ là pha cả hai đèn. Và đồng thời khi ban ngày anh em chưa mở, tắt đèn giùm anh cái đi em. Tắt đèn giùm anh cái. Rồi. Em nhắn một chạm giùm anh nha. Rồi, nhắn nút đề nha. Nhắn. Rồi, vậy là cái này á, không mở đèn anh em nhắn nút đề nó vẫn đá nha anh em. Không nha, không mở đèn nhắn nhấp một cái giùm anh nha. Đó, nhấp một cái. Rồi bật đèn lên giùm anh. Rồi bấm nút đề một cái. Đó, bấm nó cũng vẫn đá nha anh em. Rồi bấm rồi. Đó. Pha code bình thường, rồi bật pha code giùm anh coi. Đó, pha code bình thường nha. Rồi pha code bình thường. Rồi nhắn giữ giùm anh test cái đèn này. Cái này mình ra hai cây nha anh em, đây còn một cây nữa mình chưa gắn nha. Đây ra một dây nữa đây. Đây. Rồi đây một dây nữa là đây anh em. Đó, bây giờ em sẽ ghim cái cây vô luôn cho anh em xem ha. Chờ mình tí xíu. Thì cái xe này là mình sửa lại nha. Cái này mấy anh bự anh làm thì anh làm hết rồi. Mấy anh bự anh làm xong hết rồi. Bây giờ mình chỉ sửa lại thôi, mình sửa lại cái đường điện và mạch. Thì cái này là hai cây. Mắc cú mắc quỷ gì không biết, anh nào làm thì không biết. Rồi, cả hai cây ha. Nhắn giữ giùm anh nè, nhắn giữ giùm anh. Nhắn giữ luôn. Đó, hai cây ha. Đây hai cây đây anh em ha. Rồi để giật ra bớt một cây để nó nặng nó gị xuống, tại mình chưa làm xong. Vậy á, là cái này á thì tắt cái đèn này đi. Anh em phải giải quyết cái việc như thế nào thì xe ga mỗi lần đề máy phải đá chống ngang, phải bóp thắng ha, phải bóp thắng thì bấm nó mới đề. Đó thì anh em giải quyết nó, giải quyết cho nó khi mà người ta đề máy, đèn chính và đèn trợ sáng như mini gì nè, nó không được hoạt động nha. Đó, không được hoạt động. Khi đề máy nó không được hoạt động. Và khi đề máy rồi, mình dùng tính năng trên nút đề. Đây, nút đề đây. Em thấy ha. Em thấy không ạ? Phán sáng cả pha và code ha. Đó, nhắn thì đề không bao giờ đề máy đâu nha. Tại mình đâu có bóp thắng đâu mà đề máy. Nhưng mà khi bóp thắng giùm anh ra, bóp thắng giùm anh cho nổ cái. Rồi bây giờ bóp thắng là nó sẽ ngắt đèn anh em. Nổ máy anh em không ạ? Rồi, thả thắng ra. Thả thắng ra đi. Đang bị dính cái này. Cái tốp này nó. Rồi, nó bị cái cục tốp nha anh em.
Rồi. Cái pha này của mấy anh nào làm thì không biết, chợ đem xe lại cho mình anh em ơi. Mắc cú mắc quỷ gì mà dây nhợ đâu mà nhìn thấy bệnh luôn. Dây đây. Thì anh em đem lại cho mình một đống luôn ha. Đó thì mình sửa lại là như thế nào thì giờ chưa bật đèn mình bấm đời nó dẫn đá nha, bấm đời đây. Rồi. Cái dây anh em ạ. Đây. Thì mình bấm nút đời là nó dẫn đá nha anh em. Đó, mình bấm nút đời ha. Anh em thấy không? Bấm nút đời. Anh em thấy không ạ? Bấm nút đời ha. Rồi khi mở đèn như thế nào? Mở đèn lên pha code nè. Pha code ha, đang đèn code thì như thế nào? Anh em thấy không ạ? Rồi, khi đang chạy đèn code bấm nút đời là pha đồng thời đá luôn thằng này luôn nha anh em. Đây, nhấn giữ là nó đá đèn này nha. Đó, nhấn một cái thì đá thằng này. Đó, nhấp nhả thì đá thằng đó ha. Đó, nhấp nhả thì đá thằng đó. Đó, nè. Đó nè. Nhấn một cái đá đèn chính. Đây là khi mà mình mở đèn ha. Rồi khi mình không mở đèn mình nhắn nó dẫn đá đèn cho mình nha anh em. Pha code bình thường. Chưa bật đèn. Ha, đây. Anh em nhìn đây ha. Pha code bình thường ha. Rồi khi mà mình cái này là mình đang mở đèn đúng không ạ? Rồi mình tắt đèn. Mình nhắn cái này, phát xin vừa đèn đèn bi cầu và đèn chính luôn khi ban ngày. Rồi mình nhắn cái anh em thấy cái này sáng nè. Đúng rồi, đèn chính đá thấy không? Đây là đèn không mở đèn ha. Khi mở đèn thì sao? Đèn đèn code. Đèn đèn code đúng không ạ? Pha code bình thường đây. À, pha code bình thường khi đèn đèn code thì như thế nào? Nhấn đèn cái thì sao? Đó, rồi cái đèn này thì như thế nào anh em? Đèn này thì giờ nhấn hai chạm. Ha, giờ mình tắt hết nè. Để mình treo cái chỗ nào cho nó dễ cho anh em dễ thấy ha. Đấy nha. Đây, đèn trắng ha. Hai chạm sáng đèn vàng ha. Hai chạm sáng đèn trắng ha, nhấn giữ thì như thế nào? Rồi nó sẽ đá hai đèn ha. Khi tắt đèn thì nó dẫn đá hai đèn nha anh em. Đó, nó sáng luôn cả đèn chính luôn nè nha anh em. Tắt đèn này luôn. Giờ tắt đèn này nè. Nhắn giữ nè. Đúng rồi. Rồi giờ mình tắt khóa. Bật khóa lên. Thắng này tại cái top bị dính ha. Thì khi mình nhắn mình bắt xin bình thường tại mình đâu có bóp con đâu mà đề anh em. Anh em thấy không ạ? Đèn trắng và đèn vàng nó cùng là cùng nhảy ha, nó múa. Đó, khi mình bóp thắng thì nó sẽ đầy máy. Khi đầy máy thì nó tắt nè. Thả thắng ra. À, anh em thấy không? Thả thắng ra để nó hoạt động nha. Rồi. Vậy là mình giải quyết được cái đó. Còn ví dụ như giờ anh em không muốn là bắt xin trên nút đề mà nó sáng đèn thì mình sẽ bỏ gờ le này ra. À, để coi đại ca chủ xe này coi họ như thế nào ha. Coi sức khỏe họ ổn không ổn thì mình gắn full luôn. Tính tiền. Còn mấy cái này là của giang hồ làm nha, giang hồ làm. Thì không biết giang hồ nào làm thì không biết. Đó, đại ca đem lại cho mình là một bọc như vậy đây. Gáp vô bình luôn ha. Đây. Của mấy anh lớn điện thì nói chung chỗ này thì cái dây chỗ này thì nhìn là chỗ này thì nó dài thôi nó đỡ, nhưng chỉ có chỗ này thì nó hơi quạ tí xíu, chỗ này thì nó hơi gối tí xíu. Rồi mình chỉnh sửa chỗ này lại đó, chỉnh sửa lại chỗ này lại thì nó cũng không có gì nha anh em. Anh em thứ nhất là anh em phải dùng một cái con gà le này để làm gì? Cái con gà le này á, cái con gà le này khi anh em bóp con ha, khi anh em bóp con nó sẽ cắp vào cái chân, bóp thắng nó sẽ cắp vào cái chân này. Bình thường là chân vàng, hai chân vàng đang nói lại với nhau đây. Ha, hai chân vàng đang nói với nhau. Khi mà ta bóp thắng, thằng này đang mát sườn nè, mát sườn. Khi ta bóp thắng thì này nó có nguồn 12V nó hoạt động thì nó sẽ thông từ bình thường chưa có nguồn, hai nãy đang thông với nhau. Khi mà mình bóp thắng vô, thằng này có nguồn thì nó sẽ đá cái chân giữa này. Nó sẽ đá thông lên dưới chân bên đây. Vậy thì mình lấy cái tín hiệu của tấp tay để mình làm cho cái mình lấy cái nguồn cấp cho cái mạch á, khi ta bóp thắng nó đá cái chỗ này ra ha, nó đá cái tiếp điểm ra chân chung á, nó đá ra cái mạch mình nó không có điện. Vậy khi ta đề máy
mỗi lần ta đầy máy, đèn chính và đèn của mini bi cầu không được hoạt động, thì mình câu như vậy nó mới đỡ khó chịu nha anh em. Còn nếu như anh em không câu cái việc đó, mỗi lần người ta đầy máy lên là cái đèn mini này nó đã bệnh luôn nha. Đó, nó đã bệnh luôn. Và cái đèn này cũng vậy, chủ yếu là anh em thêm gờ le vô thôi. Cái này không biết mắc gì đây. Cái này anh nào làm cũng không biết luôn. Đó. Thì ban ngày á, khi ta bật khóa lên, cái này nó bị hư mình canh đỡ vô nha anh em, chứ để lúc nào nó cũng lên. Rồi vậy thì khi ban ngày ta chưa bật đèn, đúng rồi, ta bấm nút đời nè, anh em thấy ta, em mình bấm nút đời nè anh em. Đó, mình bấm nút đời ha, bấm nút đời là đá chung với đèn chính. Đó. Đúng rồi, đây. Ba và cốt ha, nhấn một chạm sáng đèn trắng, hai chạm sáng đèn vàng, nhấn giữ đá cả hai đèn. Đó, thì đây là mình nhận lại sửa lại cái kèo này ha, mình sửa cái kèo này, mình làm lại cho bộ mạch đó, mình làm lại cho bộ mạch là đi hai cây, đi hai cây ha, cả hai cây chứ không phải một cây đâu, để thêm cây nữa. Đây thêm cây nữa nha anh em, là hai cây đó. Thì dùng tính năng là vaccine hai đèn mini, tắt mở pha và cốt của cái đèn bi cầu mini này ha. Đồng thời ban ngày khi anh em chưa bật đèn, anh em bấm nút đời ha, anh em bấm nút đời thì nó sẽ đá, nó đá chung đèn đèn chính và hai cái đèn này. Khi ta bật đèn lên thì nó đang sáng đèn này bình thường ha, nó đang sáng đèn bình thường, ta bấm nút đời. Anh em thấy mình bấm nút đây nè. Anh em thấy rõ nè. Mình lấy cái dây này ra cho anh em xem. Khi mình bấm nút đời là dẫn ta bình thường ha. Đây. Đúng rồi. Cái này là đang mở đèn nha. Còn không mở đèn thì ta cũng như thế nào. Ta bình thường nha anh em. Nhấn giữ nha. Rồi vậy anh em ha, là dùng cái nút này ban ngày anh em có thể là bắt xin cho đèn chính được và hai đèn mini luôn nha. Là ban ngày anh em chỉ việc nhấp vào đây là nó đã hoạt động cái đèn chính rồi, đúng không? Khi ta đề máy cái đèn nó không được hoạt động. Lúc con nha, hết bình luôn, thử nãy giờ cái hết bình luôn anh em ơi. Yếu bình luôn anh em ơi. Rồi vậy là cái này là mình nhận cứu lại cái đường điện cho chiếc AB 207 208 của một anh bự ha. Đó, mình cứu lại, mình đi cái bộ mạch của mình ha anh em ha. Đây là bộ mạch mình thì tích hợp trên nút đời. Khi ta đời thì tín hiệu đèn nó không được hoạt động. Đó, ban ngày chưa bật đèn, nhấn giữ nút đời, đèn chính và hai cái đèn bi cầu mini nó cùng đá ha, đá ba đèn. Một chạm sáng đèn trắng, hai chạm sáng đèn vàng. Đó, nhấn giữ sáng cả ba đèn. Đó, khi ta chưa bật đèn và khi ta bật đèn rồi, đang ở đèn chế độ đèn cốt, ta nhấn nút đầy, đèn pha vẫn hoạt động và hai đèn bi cầu mini vẫn hoạt động ha. Rồi vậy ha anh em ha. Rồi chào anh em, chào mọi người, em kết thúc video nha mọi người. Chào tất cả anh em nha.